Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với quán vịt quay Hà Bình. Đây là anh Bình, anh đang kẹp cá. Còn đây là vịt của ngày hôm nay. Đây là lò đang quay. Đây là một con vịt đã chín. Hôm nay vịt rất là to. Đây là em cầy đẹp trai. Cầy chưa có người yêu. Ngày dự kiến là một ngày rất đông khách nên là anh em chúng tôi phải quay hai lò liên tục. Đây, xe Bình đang nhất đặt hàng. Mời con nấy. Cho em vịt của anh được. Đi tỏ đấy. Anh cho em vịt của anh được. Vậy là một con 7, một con 56 lại tính hai con 56 cả nha. Thì là bớt em mình con 57, con 56, cái lai chân cũng to. Xong. Đang gửi lại tiền.
lấy một con nó. Ok ok ok. Đây là họ quay lại lấy rồi. Anh ăn nhiều anh. Thank you.
con à? Vâng. Chị Lan Lý đúng không? Ok. Lấy đi ạ. Chị lấy luôn ạ. Một con lúc 6 giờ anh ạ. Bà bảo chặt trước đi cho bà.